Đề phòng thời tiết nắng nóng, Ban tổ chức giải chạy bộ nông thôn Việt Marathon Nghệ An năm 2023 đã tiến hành xuất phát các nội dung tranh tài 4 cự ly 5 km, 10 km, bán chuyền 21 km và chuyên nghiệp 42 km vào khung thời gian 3 giờ sáng nay. Với khung xuất phát hợp lý và đặc biệt là thời tiết sáng nay tại thành phố Vinh lại vô cùng mát mẻ, giúp các runner đảm bảo thể lực để hoàn thành các cự ly của mình với thành tích rất cao. Nội dung được quan tâm nhất chính là cự ly chuyên nghiệp 42 km với sự tham gia của những runner cự phách của Việt Nam và quốc tế. Không nằm ngoài dự đoán, với phong độ cực kỳ cao, dị nhân Nguyễn Văn Long là người về đích đầu tiên ở cự ly 42 km với thời gian 2 giờ 42 phút 51 giây. Sau khi về đích với thành tích ấn tượng, runner Nguyễn Văn Long đã rất hồ hởi chia sẻ. Long thật sự rất là vui, hạnh phúc tại vì khi mà mình được chạy trên cung đường đẹp rồi mà còn được sự động viên cổ vũ của các bạn runner, thì trong đó có các bạn runner ở Nghệ An nữa, thì khi đó nó lại tiếp thêm cho Long cái động lực để mình cố gắng hơn. Và Long thật sự rất vui hạnh phúc khi mà mình cán đích về là người đầu tiên, cũng là cái giải đầu tiên ở Nghệ An, thì thật sự đó cũng là một dấu ấn rất là đặc biệt, cũng như là cái niềm vui hạnh phúc của Long đối với giải. Đây là lần đầu tiên một giải marathon chuyên nghiệp quy mô lớn được tổ chức tại Nghệ An. Ngoài ý nghĩa là một giải đấu thể thao, giải còn được xem là một sự kiện văn hóa, thể thao du lịch rất có ý nghĩa. Trên quê hương Bác Hồ, do Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An giao cho tạp chí Nông thôn Việt phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao Nghệ An tổ chức. Thành công lớn nhất của giải đấu này chính là việc đưa hình ảnh quê hương, đất nước, con người xứ Nghệ nói chung và thành phố Vinh xinh đẹp, năng động nói riêng tới bạn bè gần xa trong cả nước và quốc tế. Mục tiêu của cái marathon này, thứ nhất là để kích động phong trào rèn luyện thân thể của dân xứ Nghệ. Thứ hai là để giới thiệu với du khách về cảnh quan, về di tích lịch sử, về tình cảm, về những cái ưu điểm của người xứ Nghệ. Mặc dù cái vùng đất là sỏi đá, là do Lào, nhưng mà tình người và chất lượng cuộc sống là điều mà cần phải được cho cả thế giới. Kết quả chung cuộc ở nội dung 5 km, vận động viên Nguyễn Mạnh Cường giành giải nhất của nam. Giải nhất nữ thuộc về vận động viên Nguyễn Thị Thu Hà. Nội dung 10 km, nam thuộc về vận động viên Lê Văn Thao, nữ thuộc về vận động viên Khuất Phương Anh. Giải nhất nam nội dung bán chuyên nghiệp 21 km thuộc về vận động viên Nguyễn Trung Cường. Giải nhất nữ thuộc về vận động viên Phạm Thị Huệ. Và cuối cùng, ở nội dung quan trọng nhất, nội dung chuyên nghiệp, giải nhất nam thuộc về vận động viên Nguyễn Văn Long với thành tích 2 giờ 42 phút 51 giây. Còn vận động viên giành giải nhất nữ nội dung này là Nguyễn Thị Hiền Trang với thời gian 3 giờ 20 phút 17 giây.